ăn một hồi sau thì nguyên cả đám và mẹ và con đục nguyên vào trong cái mẹ, còn anh ta thì đi ngủ mất tiêu. Thế rồi chị ta đã ra, con và con chị ta đang chụm nhau ăn. Thật là không tin nổi. Đây chỉ là cấp độ 1. Chúng ăn nhau còn nhìn nhau ăn rồi chứ. Không biết chúng lừa cái gì trong mà chúng đục vào trong. Thế là chị ta đã nhường cho con chị ta. Rồi chị ta cứ chạy lòng vòng. Con đã ăn xong và đi ngủ. Chị ta ăn xong và chị ta chạy một hồi, chị ta đã thấy ông mệt. Còn nói tới anh ta thì anh ta ngủ một cách say sưa, không hề hay biết gì luôn. Rồi lại một con nữa đã ăn xong. Và cấp đó. Anh ta cấp bông men đi thì hai con đã dành nhau. Video của mình đến đây đã kết thúc. Nếu ai thấy hay thì subscribe, thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn.